Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Fransante được sản xuất tại Lucell Laboratories. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Fransante cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Fransante Chiết xuất tỏi 60mg Chiết xuất từ nho đỏ 0,110mg Chiết xuất phúc bồn tử 50mg Chiết xuất lá gai 40mg Bột grab mark 60mg Dạng bảo chế dạng viên nang mềm. Công dụng và chỉ định của Fransante Công dụng Điều hòa và kiểm soát mỡ máu, giảm các mỡ xấu trong cơ thể. Tăng tính bền thành mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, cao huyết áp. Phòng ngừa và giảm nguy cơ tai biến mạch máu não và đột quỵ do sơ vữa động mạch gây ra. Ổn định huyết áp Chỉ định Người bị mỡ máu cao, sơ vữa động mạch, Người mắc các bệnh tim mạch có nguy cơ đột quỵ người sau tai biến mạch máu não. Cách dùng và liều dùng của Fransante Cách dùng Sản phẩm dùng đường uống Liều dùng Uống 1 đến 2 viên trên lần, uống 3 lần trong ngày. Chống chỉ định của Fransante Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng Fransante Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Fransante, đồng thời biết cách sử dụng Fransante sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham